ok thầy xin chào tất cả các con rồi, chúng ta sẽ bắt đầu buổi học ngay bây giờ đấy nhá thế thì ở nội dung của buổi học hôm vừa rồi là chúng ta đang dừng lại ở kiến thức phần bất phương trình đúng không ạ thì nội dung phần này thì theo phân bổ thì sẽ học uh, học trong 4 tiết tức là học trong bốn buổi học đấy tuy nhiên là thầy sẽ dựa vào cái khả năng xử lý bài tập của các con nhá bởi vì năm trước chúng ta cũng đã học về cái phần này khá là kỹ rồi cho nên là nếu trong trường hợp mà các con làm bài tốt rồi thì chúng ta sẽ phải chuyển sang học phần tiếp theo được chưa? OK. Rồi các con ghi cho thầy tiêu đề ngày hôm nay nào, bất phương trình à, buổi 2. bất phương trình, bất phương trình buổi số 2 nhé. Thì ở buổi tập đầu tiên ý, thì thầy đã dạy các con rất nhiều về các cái tính chất của một bất phương trình rồi đúng không ạ như là tính chất chuyển vế đổi dấu này đổi dấu là đổi dấu của các thành phần nhá ví dụ này ta có được là a mà lớn hơn bằng b đây thì nhắc lại tí đi thôi thì ta chuyển b sang như vậy ta sẽ có được là a trừ b sẽ phải lớn bằng không đấy hoặc ta chuyển a sang bên tay phải thì khi đó ta sẽ có được là không lớn hơn hoặc bằng b trừ a và thường thì người ta sẽ viết nguyên dấu đó là gì là như thế này được chưa nào? Một trong hai cái nhá. Và cái hết sức chú ý đó là nếu A mà lớn hơn hoặc bằng B, ta nhân cả hai vế với C. A nhân C này, B nhân C này. Với điều kiện ở đây C lớn hơn không thì dấu của bất phương trình giữ nguyên. Nhớ là giữ nguyên nhá, màu vàng, giữ nguyên màu vàng. Thế còn nếu trong trường hợp mà A của chúng ta lớn hơn hoặc bằng B, nhưng ta nhân cả hai vế của bất phương trình với một thằng C trong đó C là bé hơn 0, thì dấu của bất phương trình lập tức bị đảo chiều lớn hơn, chuyển thành nhỏ hơn hoặc bằng. Cả lớp nhớ chưa nào? Đang từ màu vàng thì nó bị chuyển thành màu xanh. Cả lớp nhớ nhá Đây là cái chú ý hết sức quan trọng. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có hai cái dạng bất phương trình đặc biệt. À, hai dạng bất phương trình đặc biệt mà cần phải rèn luyện này. Hai cái dạng bất phương trình. Dạng thứ nhất là a nhân với b lớn hơn hoặc bằng 0 chẳng hạn. Đây được gọi nó là bất phương trình dạng tích. Thì để tích cho hai cái thừa số mà nhân với nhau lớn bằng 0. Nào, thầy thử mời Bảo Châu. Bảo Châu giúp thầy xem nếu trong trường hợp mà hai thằng này lớn hơn tích với nhau nhân lớn bằng 0 thì điều này sẽ xảy ra khi nào con? Nó sẽ có hai trường hợp là a và b nó phải như thế nào ấy nhỉ? Cùng dấu ạ. À. Ờ cùng dấu đúng rồi. Như vậy cùng dấu thể hiện ở chỗ là ta sẽ có được cái điều gì? Đây con thử điền vào đây giúp thầy xem còn nhớ không nào. Cùng dấu thì nó giả sử cùng dấu dương tức A mà lớn bằng 0 thì B phải làm sao? bằng 0 ạ. Đồng ý. Nếu A trường hợp còn lại? bằng 0 ạ. Thì B, B cũng không. phải bé bằng 0 đúng không? Như vậy đây được gọi nó là cái dạng đầu tiên về à, bất phương trình dạng tích. Ngoài ra thì nó có một cái dạng biến tấu nữa đó là A nhân với B mà bé hơn không chẳng hạn thì khi mà không có dấu bằng cả lớp nhớ cho thầy lại chia hai trường hợp và ta nhớ là không có dấu bằng xảy ra ở trong các cái bất phương trình này nhá thì a nhân với b mà bé hơn không thì hai thằng này phải trái dấu xin mời thư nào giúp thầy nào trái dấu thì khi nào nào thầy trường hợp 1 là a lớn hơn không b bé hơn không và trường hợp 2 là a lớ... a, bé hơn không và b lớn hơn không ạ đồng ý luôn trường hợp thứ nhất là a mà cho bé hơn không trước đi thì b phải dương trường hợp thứ hai a mà dương thì b lại âm được chưa nào cả lớp nhớ chưa như vậy là các con căn cứ vào cái dấu của bất phương trình nhá để mình nhớ lại lý thuyết nếu lớn hơn bằng không hoặc là lớn hơn thì nó phải cùng dấu và nhớ là nếu có dấu bằng thì nó có dấu bằng còn nếu trong trường hợp không có dấu bằng thì phải là bỏ dấu bằng đi được chưa ngược lại nếu tích của hai thằng mà bé không thì nó phải trái dấu và như vậy lý thuyết của phần này được gọi là bất phương trình dạng tích ta còn một cái thằng nữa đó là bất phương trình dạng thương thì hôm nay chính thức chúng ta sẽ rèn luyện vào cái đó đó là a trên b, b a trên b được chưa thằng này lớn hơn không chẳng hạn thì cả lớp nhớ này cái thằng thương mà lớn hơn không nó giống như trường hợp này giống như trường hợp tích chỉ khác một chút đó là nó có thêm điều kiện B khác không. Như vậy thì khi đó ta chia hai trường hợp nó như sau cả lớp nhìn này, hai trường hợp này. Trường hợp thứ nhất A mà lớn hơn hoặc bằng 0, A lớn hơn 0 đi thì B lập tức nó phải dương hẳn, thầy giả sử nó đây là dấu bằng nhá thì cho này là bằng này thì thằng này phải dương hẳn. Đấy. Trường hợp thứ hai nếu A mà bé hơn hoặc bằng 0 thì B phải âm hẳn, chứ không có b bằng không lý do là bởi vì có điều kiện mẫu thức b phải khác không được chưa cả lớp ok rồi vậy thì lý thuyết đã xong rồi thầy đã nhắc lại tương đối đầy đủ rồi thế còn trong quá trình nếu mà cần cái nào nữa thầy sẽ nhắc tiếp bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung bài tập chính thức ngày hôm nay nhá nào xin mời cả lớp làm cho thầy bài tập số 1 ngay bây giờ giải các bất phương trình sau Câu A, 3 nhân với 2X 2 cộng với 5 bé hơn hoặc bằng 4 nhân với X cộng 2 3. Rồi, xin mời cả lớp giúp thầy câu A này. Và thông thường với một bất phương trình như thế này, cả lớp sẽ có 3 phút để xử lý. Xin mời cả lớp nào. Xử lý thật nhanh và cho thầy xin kết quả. <laughs> Như vậy là phần đại số của chúng ta sắp kết thúc từ đấy các con ạ. Cùng lắm là sẽ chỉ còn một mà buổi cuối cùng nữa thì để thầy tổng ôn lại tất cả các thứ thôi. Được chưa? Cố gắng tập trung một chút các con nhé. Học phần nào rất điểm phần đó để chúng ta còn học những cái phần đằng sau nữa. Những nội dung sau nó sẽ liên quan rất nhiều đến cái bài thi và cấp 3 của chúng ta đấy ạ. Ok đã nhận được đáp án rất tốt uh, Thầy cảm ơn Lâm Cảm ơn Tuệ Linh ạ à. Thầy cảm ơn Đăng Ở trong trường hợp này thì Lâm và Linh đang bị nhầm lẫn một chút Lâm và Linh đang bị nhầm một chút Đăng thì đáp án ở đây thầy không biết là con có số bằng hay không nếu như có dấu bằng thì ok. Chắc là đánh đánh không nhanh con quá. À. không có cái dấu gạch ở dưới con ghi tạm dấu phẩy. Ờ, tức là hiểu đấy là là nhỏ hơn hoặc bằng đúng không? Ờ ừ. à, ok. Rồi cảm ơn Thư ạ, à, đã bán chính xác rồi. Lâm và Linh đã tìm ra được chỗ nó bị nhầm lẫn chưa? Đâu oh. Châu này, Hoàng này, Phước này Các con cho thầy xin kết quả đi Thời gian vừa rồi cũng đủ để xử lý rồi đấy Đó. Ok cảm ơn Phước Chính xác Chúc mừng Bảo Châu đã bán chuẩn rồi Còn Khoa với Hoàng nào Ok cảm ơn Tuyển Linh Thầy xin mời Thầy xin mời Hoàng giúp thầy câu này Xử lý trực tiếp Nếu có nhầm lẫn ở đâu thì thầy sẽ hỗ trợ ngay nào, Xin mời Hoàng nào nhân con nhân tung ra dạ 2. vâng ạ vâng ạ con nhân tung đi ạ à? được 6x trừ đi cho 6 chính xác 5. cộng với 5 bé hơn hoặc bằng thằng này nhân tung ra là 4x cộng với mấy đây con nhỉ 8 đồng ý luôn trừ đi 3 bước đầu tiên chúng ta nên gọn gàng hai vế trước 6x này trừ 6 cộng 5 như vậy là còn trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng bên tay phải là 4x cộng với 8 trừ 3 như vậy là cộng 5 đúng không con ok bây giờ ta chuyển x sang bên trái đi rồi chuyển cái thằng 1 này sang bên tay phải vậy Hoàng chuyển cho thầy nào ừ. chuyển 4x sang là có 6x trừ đi cho 4x chính xác bé hơn hoặc bằng trừ 1 sang 5 là cộng 1 đúng rồi 5 cộng 1 ok luôn 6x 4x thì chắc là còn 2x đúng không con? Bé hơn hoặc bằng bên tay phải 5 cộng 1 là 6. Như vậy đến đây ta chia cả hai vế cho một thằng C và thằng này là âm. À thầy xin lỗi là dương. Vậy thì nếu dương thì dấu của bất phương trình giữ nguyên trên màu vàng, dưới màu vàng. Vậy 6 mà chia cho 2 thì còn lại là 3 và như vậy ta kết luận. Vậy ngắn nhá, kết luận ngắn nhá thì x nhỏ bằng 3. Tuy nhiên là nếu trên lớp thì thầy khuyến khích các con nên làm cẩn thận thì người ta sẽ viết đó là nghiệm của bất phương trình. Nghiệm của bất phương trình là với mọi x thuộc tập R phải {x nhỏ hơn hoặc bằng 3}. Đấy, thường là như thế này. Và còn một cách nữa đó là S bằng m ngoặc nhọn x gạch thẳng đứng sao cho x nhỏ hơn bằng 3. Thì mấy cái cách này thì đều được chấp nhận. Tuy nhiên là các con phải để ý là thầy cô giáo Uh, khuyến khích mình làm cái nào thì mình phải biết như thế nhé Ok, thầy cảm ơn Hoàng Rất tốt Rồi, câu B xử lý thật nhanh cho thầy nào uh, X cộng 2 Trên 4 X cộng 2 trên 4 Trừ đi 3X Trừ 5 Trên 3 Lớn hơn hoặc bằng 2x trên 5. Rồi, xin mời cả lớp nào giúp thầy câu này. Thằng này thì quy đồng nó hơi vất vả một tí. Nhưng cách làm thì không hề khó. Vậy cả lớp hãy xử hãy xử lý nó thật cẩn thận để cho thầy biết kết quả của nó là gì nào. Xin mời các con. Bài này thì phức tạp hơn trên một tí đấy. Tuy nhiên là thầy nghĩ 3 phút vẫn ok. Nào, xin mời các con. nhớ là khi học ấy, thì các con chỉ cần có quyển nháp bên cạnh thôi nhé. đương nhiên là chép bài cẩn thận trong vở thì cái đấy là chuyện đương nhiên rồi. Tuy nhiên là cái quyển nháp bên cạnh ấy, tức là có bài một cái là lập tức làm luôn. thầy mong muốn là các con phải đẩy cái tốc độ xử lý lên cao nhất. ok có ai thành công chưa <laughs> cho một cái phân thức một cái là quy đồng là sẽ phức tạp hơn hẳn đúng không con. Đấy, thế nên là mấy cần phải có kỹ năng các con ạ. Tức là cái kỹ năng tức là xử lý bài nào cũng cần phải làm một cách thuần thục không? Nhanh chóng và chính xác. Thì khi đó đi thi mới yên tâm được con ạ. Chứ còn ở nhà mình làm ví dụ 10 bài mình làm được khoảng độ 7 bài 8 bài thì như vậy đi đi thi ấy là chưa thật sự yên tâm đâu trong trường hợp này thì mẫu thức chung của chúng ta là số nhỏ nhất mà chia hết cho 4, cho 3, cho 5 Và nó phải khác không ấy Thì nó chính là mẫu thức chung ở đây là bằng 60 các con nhé 60, được không? Vậy cả lớp cần quy đồng mẫu thức chung là 60 Nào, thầy xin mời khoa giúp thầy bài này nào. Có thầy hỗ trợ bên cạnh rồi, yên tâm. Nào. Đầu tiên là chúng ta cần phải đi quy đồng mẫu thức chung là 60 con nhé. Vậy thì cái phân thức đầu tiên ta nhân cả tử và mẫu với bao nhiêu nào? 15 Đúng rồi, chính xác luôn. À, thằng thứ hai thì nhân cả tử và mẫu với 20 đúng chưa và thằng cuối cùng thì nhân ừ. cả tử và mẫu với 12 ok nhá bây giờ chúng ta cùng nhau làm nào thằng đầu tiên là 15 này thì con sẽ nhân với x cộng 2 chúng ta nên viết chậm rãi như thế này cho nó uh, thật cẩn thận đúng không tránh nhầm lẫn những cái bài như này mà nhầm lẫn thì hơi đáng tiếc trừ đi thằng thứ hai là 20 nhân với 3x trừ đi 5 trên 60 và cuối cùng là lớn hơn hoặc bằng 2x nhân với 12 à, Dưới này là 60 Ok, khử mẫu cho thầy nào N Nó sẽ còn là 15x cộng 30 Trừ 60x cộng 100 Lớn hơn hoặc bằng 24x ấy. Đúng rồi, rất chính xác Cộng với 100 lớn bằng 24x à, thầy, Ok, thầy cảm ơn con à, Chờ thầy một chút, thầy sẽ xác nhận kết quả à, Đáp án của Đăng chưa chính xác đáp án của thư thì con kiểm tra lại dấu đúng không ạ kiểm tra lại dấu nhá rồi bây giờ chúng ta sẽ gọn gàng về trái trước thằng này là âm 45 x này cộng với 30 cộng 100 là cộng 130 rồi lớn hơn hoặc bằng 24 x như vậy xin mời khoa tiếp tục chuyển x từ bên phải sang bên trái cho thầy và 130 thì chuyển phía ngược lại nào xin mời con nào nó sẽ bằng âm 45 x 24 x đúng rồi ừ, bằng âm 130 rất chính xác âm 2 âm 45 mà lại trừ thêm 24x vậy thằng này sẽ là âm bao nhiêu x nào con không tự tin thì cứ dùng máy tính mà ấn nhá không tự tin thì cứ ấn máy tính mà ấn thì nó là bằng bao nhiêu con âm 69 à. à ok chính xác rồi âm 69x lớn hơn hoặc bằng âm 130 như vậy trong trường hợp này hệ số của chúng ta là âm 69 và cái việc âm 69 này dẫn tới ta cần phải nhớ đến lý thuyết nào nhắc lại không thừa nhá a lớn hơn hoặc bằng b nếu ta lấy a mà ta chia cho c hoặc nhân với c trong trường hợp này thầy chia luôn cho c đi được chưa thì b cũng chia cho c nếu như c của chúng ta mà bé hơn không thì dấu của bất phương trình phải đảo chiều vậy đang lớn hơn hoặc bằng 0 thì lập tức phải đổi thành nhỏ hơn hoặc bằng 0. Vậy thì trong trường hợp này x của chúng ta là như thế nào Khoa nhở? Uh, nhỏ hơn uh, 130 phần 69 này. Phải có thêm cả bằng nữa con nhé Nhỏ hơn hoặc Được. bằng 130 phần 69 Được chưa cả lớp Ok chưa Đấy. Thì Thư ở đây lưu ý nhá Lúc này Thư nhắn cho thầy Thầy biết là con bị nhầm dấu rồi Chắc nhầm ở bước cuối cùng Đúng ạ. Thế còn uh, Linh này, Lâm này, Phước này các con thì sao? Có xử lý được ra kết quả cuối cùng này chưa? Được ừ. rồi ờ. Tốt. Ok. Vậy cả lớp chuyện nhanh. Sau đó chúng ta tới với câu tiếp theo nào. Cố gắng đi nhá. Rồi, chúng ta sẽ tới với nội dung của IC. Đầu bài IC như sau. X cộng 2 đóng mở ngoặc tất cả bình phương cộng với x chữ 3 đóng mở ngoặc tất cả bình phương nhỏ hơn hoặc bằng 2 nhân với x trừ 1 đóng ngoặc nhân với x cộng 1. Tất cả cộng với 5. Rồi, xin mời cả lớp nào giúp thầy câu C này. Ý C. 4 phút thời gian bắt đầu Ok, kết quả rất nhanh. Rồi, thầy cảm ơn bạn Phước. À, tuy nhiên là bạn Phước kiểm tra về dấu giúp thầy. À, như sửa lại rồi này. À, ok, chuẩn rồi. Cảm ơn Bảo Châu, chính xác ạ. Như vậy là cái việc mà quy đồng nó sẽ làm cho các con mất nhiều thời gian hơn đúng không? Thầy thấy là xử lý cái bài quy đồng thường là mất nhiều thời gian hơn hẳn luôn. Rồi, chúc mừng hai con. Các bạn còn lại thì sao? thế nãy giờ chưa thấy Lâm uh, uh, ý kiến gì nhỉ con nhỉ? <laughs> Có vấn đề về mạng miếng gì không? Hay máy tính gì không? Uh, không nhỉ, con đang làm. Uh. Đấy, uh, làm thật nhanh xong rồi cho thấy xin kết quả. Ok thì cảm ơn Đăng. Tuy nhiên đáp án của Đăng chưa chính xác, kiểm tra lại. Rồi chúc mừng tiện Linh, chính xác con ạ. Đáp án con chuẩn rồi. rồi đáp án của lâm chưa chính xác rồi lần thứ hai comment ok chuẩn rồi câu này thầy xin mời phước giúp thầy nào xin mời phước em đưa thầy là X mũ 2 cộng 4X. Em X sẽ mũ 2. khai triển hàng đẳng thức ra. Đồng ý luôn. X mũ 2 cộng 4X. Chính xác. Cộng 4. Cộng 14. Tốt rồi. Cộng X mũ 2. X mũ 2. Trừ 6X cộng 9. Trừ 6X cộng 9. Đây là hàng đẳng thức đáng nhớ số 1 và số 2. Đúng không? Thì bây giờ bạn nào mà chẳng may bị quên ý, thì thôi thầy nhắc lại nhé Nhắc lại nhanh. Và các con phải ôn tập lại đi. Đúng không Bởi vì là cái việc mà bây giờ mà để đi nhân X cộng 2 nhân X cộng 2 ấy nó chắc chắn sẽ không thể nào mà nhanh bằng cách là trừ chúng ta khai triển hàng đẳng thức đáng nhớ thì hằng đẳng thức đáng nhớ đó là a cộng b đóng bằng ngoặc mũ 2 này thì bằng bình phương số thứ nhất nhảy chặt đầu cộng với bình phương số thứ hai nhảy chặt đuôi như vậy ta có a bình cộng b bình và trung tâm của chúng ta đó là hai lần tích của hai số tương tự a trừ b tất cả mũ 2 thì bằng a bình phương trừ 2 ab cộng b bình phương đấy Ok như vậy bạn Phước bạn ấy sử dụng hằng đẳng thức đáng nhớ bạn tung ra chính xác rồi. Nào bên phải nào. Em đưa thầy là 2x mũ 2 2 5 ạ. Ồ nhân luôn rất chính xác. Ở đây là hai cái thằng x 1 nhân x 1 là hằng đẳng thức đáng nhớ số 3. Đó chính là x 1 nhân x 1 này thì bạn Phước bạn ấy tính ra thành kết quả luôn đó thành là x bình phương trừ đi 1. -1 và bạn nhân thêm 2 vào thì có nghĩa là bên này thằng này cũng phải nhân thêm 2 vào. Bạn đọc luôn kết quả cho thầy là 2x bình phương trừ 2 rồi cộng với 5. Ok luôn. Nào, bây giờ gọn gàng nào. Em đưa thầy là bên trái là 2x mũ 2 trừ 2x cộng 13. Đúng rồi, trừ -2x cộng 13. Thì nhỏ hơn hoặc bằng bên này là 2x bình phương cộng, cộng với 3. 3 đúng không con? Ok. Vậy chuyển sang nào, Dự số hạng tự do để bên phải. Em đưa thầy là bên trái là âm 2x bé hơn đó hoặc, hơn bằng. Hoặc bằng âm 10 ạ. Chính xác. Đến đây lại chia cả hai vế cho âm 2. Vậy x sẽ lập tức lớn hơn hoặc bằng âm 5 10 à. chia âm 2 là dương 5. Và đây chính là kết quả của chúng ta cả lớp nhớ nhá, được chưa? Bạn nào vẫn bị nhầm thì phải lưu ý lần này để lần sau không nhầm nữa nhá. Ok, được rồi cảm ơn Phước. Chính xác. Rồi, cả lớp chữa bài. Sau đó tới với ID cho thầy nào tăng tốc độ hơn hơn nữa nhá thấy thấy là cũng khá ok rồi đấy tuy nhiên là chúng ta cần phải làm những cái bài phức tạp hơn ý đây. x trừ một đóng mở ngoặc nhân với 2x cộng với 5 lớn hơn hoặc bằng 0. Bắt đầu luyện sang phương trình tích. ạ à, xin mời cả lớp. Cho các con tự uh, thoải mái làm trước. Sau đó thì thầy sẽ hỏi kết quả nếu kết quả mà chính xác rồi thì tốt. Còn chưa thì thầy sẽ hỗ trợ. Nào, xin mời các con. Thằng này để xử lý nó thì chúng ta cần nhớ tới lý thuyết về phép nhân A nhân B. Lý thuyết này. A nhân B lớn hơn hoặc bằng 0. Tức là AB của chúng ta phải cùng dấu, lập tức chia cho thầy hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là A mà lớn hơn hoặc bằng 0 thì B cũng phải cùng dấu lớn hơn bằng 0. Trường hợp số 2, nếu A mà nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì lập tức B cũng phải nhỏ hơn hoặc bằng 0. Rồi, xin mời cả lớp. Vận dụng lý thuyết để xử lý cho thầy nào. có thành công không ạ? nếu chưa ấy thì không sao hết nhá, cứ bình tĩnh, thầy sẽ hỗ trợ. Bởi vì là ở cái buổi học trước ấy thì thầy có hướng dẫn rồi đấy, thế nhưng mà cái uh, các bài các con chưa được thực hành mấy, đúng không? cho nên có thể chưa tự tin. Uh, OK, thầy cảm ơn Tụy Linh. Uhm, uh, đáp án này chưa chính xác Linh ạ, à. chưa chính xác con ạ. À. cứ bình tĩnh nhá, rồi thầy sẽ hỗ trợ. Cái này con làm mà. Uh... Nói chung là ra kết quả là đã là đáng khen rồi, tuy nhiên là cái đáp án này chưa chính xác. Thế thì với những cái bất phương trình mà dạng tích như thế này thì chúng ta phải lập tức nhớ ngay lý lý thuyết đó là phải chia ra hai trường hợp đúng không các con? À xem nào. <laughs> ok, cảm ơn đăng. Nhưng mà đáp án của con cũng chưa chính xác đâu ạ. Cũng nhầm lẫn một tí tí. Rồi, cả lớp chú ý lên đây. Ừ uhm cảm ơn bảo châu đúng rồi bảo châu giải ra đúng rồi đấy con ạ à. tuy nhiên là thầy đoán là bảo châu chưa kết hợp được cái nghiệm của bất phương trình đúng không thế thì bây giờ xin mời cả lớp hãy nhìn này thầy sẽ giải chi tiết lại từng bước từng bước một nhé thì các con sẽ chú ý để xem xem là mình đã xử lý thành công những bước nào rồi và chỗ nào thì mình bị nhầm xin mời các con tập trung vào đây Đầu tiên theo lý thuyết thì thằng này thầy sẽ cần phải chia hai trường hợp. Với hệ với cái thằng A thì đây, đây là A. Còn đây của thầy đó là B. Các con để ý nhá. Trường hợp 1. Trường hợp 1. Đó là A và B của chúng ta cùng lớn hơn hoặc bằng 0. A lớn bằng 0, B cũng lớn bằng 0. Có nghĩa là x 1 lớn hơn hoặc bằng 0 và 2x cộng với 5 lớn hơn hoặc bằng 0. Được chưa nào? Đến đây thì thầy đi giải từng cái bất phương trình một và sau đó thì thầy kết hợp cái nghiệm của hai bất phương trình lại. Thì bất phương trình ở phía trên x trừ 1 mà lớn hơn hoặc bằng 0 ấy thì ta chuyển một này vứt sang bên tay phải và nhớ là chuyển vế đổi dấu. Vậy ta có được x sẽ lập tức lớn hơn hoặc bằng 0 cộng 1, tức là x lớn hơn hoặc bằng 1. Được không cả lớp? Ok. Phương trình dưới, bất phương trình dưới thì thầy sẽ chuyển 5 sang vậy 2x sẽ lớn hơn bằng âm 5. Vậy thầy đã xử lý được xong bước đầu tiên. Bây giờ tiếp theo nào, cả lớp nhìn này. X ở trên lớn bằng 1 thầy giữ nguyên. Ở dưới thầy chia cả hai vế cho 2 là số dương. Vậy thì x sẽ lớn hơn hoặc bằng âm 5 chia 2 tức là trừ 5 phần 2. Được không cả lớp? Thì như vậy là Bảo Châu chia sẻ cho thầy cái kết quả ở đây là đúng. Tuy nhiên là chúng ta sẽ phải kết hợp hai cái điều kiện này lại các con ạ và kết hợp lại bằng cách nào thì kết hợp lại là như sau. Xin mời cả lớp nhìn nhé. Nào, cả lớp nhìn này. Thứ nhất là thầy sẽ biểu diễn cái thằng này lên trên uh, trục số. Cái này không cần thiết nhé. Tuy nhiên là cái việc biểu diễn này để giúp cho các con tự tin để lần sau làm ấy thì chúng ta sẽ có thể uh, kết hợp cái nghiệm của bất phương trình này một cách chính xác. Vậy thì trong trường hợp này thầy sẽ biểu diễn lên trên tập nghiệm trên trục số như sau. X lớn bằng 1, vậy đây là số 1. Vậy gạch bỏ tất cả những giá trị bên tay trái, cả lớp còn nhớ cái này không ạ? Sau đó thì ở vị trí điểm 1 này, x lớn hơn hoặc bằng 1, cho nên giá trị 1 của chúng ta là có lấy. Vậy ta sẽ sử dụng dấu ngoặc vuông hướng sang bên tay phải. Được chưa ạ? Ok? Hoàn toàn tương tự thì thằng thứ hai x lớn bằng 5 phần 2. Vậy thầy sẽ lấy một giá trị âm 5 phần 2 đâu đó. Nhưng chắc chắn là nó phải nằm ở bên tay trái của điểm 1 các con nhé. Bởi vì âm 5 phần 2 là giá trị của nó là âm mà. Âm nhỏ hơn 0 thì đương nhiên nó phải nhỏ hơn 1 rồi. Và như vậy đến đây thì ta sẽ gạch bỏ tất cả những thằng bên trái của nó. Gạch bỏ này. Tại vị trí âm 5 phần 2 chúng ta tiếp tục là lấy nó. Vậy sử dụng nó giống học vuông. Được chưa? Thế thì điều kiện ở đây Các con chú ý này Cái dấu ngoặc như thế này này Cái dấu ngoặc này này Thì có nghĩa ý nghĩa là Đây được gọi là dấu ngoặc nhọn Ý nghĩa của nó là và Các con nhớ cho thầy nhé Ý nghĩa là và Như vậy và có nghĩa là gì? Tức là x phải lớn hơn hoặc bằng 1 Và đồng thời x lớn hơn hoặc bằng trừ 5 phần 2 như vậy thì cái giá trị x nào mà thỏa mãn đồng thời cả hai điều kiện này thì được gọi là thỏa mãn cái điều kiện giống hoặc nhọn hay là và xảy ra đồng thời. Được không ạ? Như vậy thì các con nhìn này. Nếu lấy phần và thì chúng ta sẽ lấy phần trắng chung. Cả lớp có nhìn thấy đây là phần trắng của cái thằng trên. Và ở đây thầy gióng sang thì đây cũng được gọi là phần trắng của thằng dưới. Đây, cả lớp nhìn nhá thầy gióng xuống này. Đấy, cả lớp có nhìn thấy tại vị trí này là đây cũng được gọi là phần trắng thầy lấy màu vàng đúng không? Như vậy kết hợp lại thì ta có được x cần phải lớn hơn hoặc bằng 1 thì đây chính là nghiệm của bất phương trình ở trường hợp thứ nhất. Nào, thầy xin hỏi cả lớp. Tất cả lớp cho thầy hỏi các con có hiểu được hoàn toàn cái phần trình bày trường hợp đầu tiên này không? Nếu rồi thì cho thầy một trái tim để thầy chuyển sang cái trường hợp số 2 nào. Cứ bình tĩnh nhá, nghe đến đâu cố gắng hiểu đến đó thầy mong muốn điều đó thôi ok Rồi, thư khoa lâm à, bảo châu tuệ linh ok hoàng ơi con có hiểu được cái phần mà thầy vừa trình bày không ờ ừ. à, ok vậy bây giờ nhá chúng ta sẽ tới với trường hợp thứ hai giải hoàn toàn tương tự luôn đây thầy cứ làm chậm rãi không đi đâu vội cả bởi vì ngày hôm nay xong ngày hôm nay mà chúng ta làm tốt những cái bài này thì như vậy thầy thấy thế là ok lắm rồi. Trường hợp số 2 này. A của chúng ta nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì B cũng cần phải nhỏ hơn hoặc bằng 0. Vậy đến đây ta sẽ có được là A thì chính là x 1 bé hơn hoặc bằng 0. B là 2x cộng 5 bé hơn hoặc bằng 0. Ta giải từng thằng này ra một Thằng trên chuyển 1 sang bên tay phải. Vậy x nhỏ hơn hoặc bằng 1. Thằng dưới chuyển 5 sang Vậy 2x bé hơn hoặc bằng âm 5 Tiếp tục giải thêm đến cuối cùng X nhỏ hơn hoặc bằng 1 Và x nhỏ hơn hoặc bằng Trừ 5 phần 2 Tiếp tục thầy sẽ lại vẽ trục số ra Để các con nhìn xem Thầy biểu diễn kết hợp nghiệm như thế nào nhé Xin mời cả lớp nhìn này Rồi Trục bên trên là tương ứng cho cái thằng x nhỏ bằng 1 Vậy số 1 ở đây Bé hơn tức là gạch bỏ bên phải và chiều dương của chúng ta chiều lấy ấy, là hướng sang bên tay trái đúng chưa tương tự vị trí trừ 5 phần 2 là ở đây thì nhỏ hơn hoặc bằng tức là thầy gạch bỏ phần này vậy chiều lấy của chúng ta lại là dấu ngoặc vuông hướng sang bên tay trái vậy cả lớp ơi các con đã nhìn thấy được phần trắng chung của chúng ta để nó thỏa mãn đồng thời cả hai điều kiện này chưa ạ? À? Vừa phải nhỏ hơn hoặc bằng 1 và vừa phải nhỏ hơn hoặc bằng trừ 5 phần 2. Thì phần đó chính là màu vàng ở đây được gọi tên là phần trắng chung. Vậy thì đối với trường hợp số 2 ấy, thì nghiệm của bất phương trình sẽ là x bé hơn hoặc bằng trừ 5 phần 2. Nào, ok. Được chưa các con? Hiểu không ạ? Đấy nhá, như vậy thầy đã xử lý cả hai trường hợp và kết luận nghiệm rồi. Các con có thể bây giờ kết luận vẫn sai không sao được. Tí nữa chúng ta sẽ rèn luyện thêm, được chưa? Như vậy là trường hợp thứ nhất thì thầy giải ra được là x lớn hơn hoặc bằng 1. Đây. Trường hợp thứ hai thì x lại nhỏ hơn hoặc bằng trừ 5 phần 2. Như vậy là ở đây lại là hoặc bởi vì sao nhỉ? Trường hợp 1, trường hợp 2 xảy ra một hoặc xảy ra 2. Vậy đến đây ta sẽ có được kết luận nghiệm như sau. Vậy nghiệm của bất phương trình nghiệm của bất phương trình là tập hợp S bằng cả lớp nhìn thấy kết luận nhá. X sao cho x nhỏ hơn hoặc bằng trừ -5 phần 2 hoặc x lớn hơn hoặc bằng 1 được chưa cả lớp? Hoặc x lớn hơn hoặc bằng 1 rồi như vậy thầy đã kết luận xong và đóng ngoặc nhọn vào Và thằng này thì được biểu diễn trên trục số tập nghiệm của nó được biểu diễn như sau Xin mời cả lớp nhìn này Thầy sẽ biểu diễn cho cả lớp nhìn nhá Trục số đây Đây là điểm âm 5 phần 2 Đây là điểm dương 1 Thì x nhỏ hơn hoặc bằng trừ 5 phần 2 Hoặc x lớn hơn hoặc bằng 1 Vậy ta có được tại vị trí âm 5 phần 2 Ta có ngoặc vuông hướng sang trái tại vị trí của một có ngoặc vuông hướng sang phải và toàn bộ thành phần ở giữa bị gạch bỏ nào cả lớp bình tĩnh quan sát và cho thầy hỏi hiểu được tám chín mươi nội dung của câu d này chưa nếu rồi thì cho thầy một chữ là dh nào nếu hiểu thật sự rồi thì cho thầy một chữ dh OK rồi, cảm ơn Đăng, Châu, Phước, Hà, Hoa, thư tuyệt vời. Vậy còn lại Tuệ Linh và Hoàng thì sao? <laughs> hiểu chưa? Rồi nếu mà hiểu rồi nhá, thì bây giờ sẽ làm giúp thầy một cái bài tương tự có được không ạ? Nếu làm bài tương tự mà các con làm tốt như vậy thì thế là OK rồi. Hoàng ơi, thầy chưa thấy con comment, không biết là Hoàng có hiểu được không? Oh, chưa trả lời. chưa trả lời thôi gì phải trả lời thì thầy mới biết được chứ bởi vì không ừ. trả lời thì đồng nghĩa với việc là có thể là không hiểu rõ chưa rồi ừ. Vậy thì xin mời cả lớp chữa bài này cẩn thận vào trong vở giúp thầy đã sau đó thì chúng ta sẽ tới với nội dung của ye yeah. xin mời các con Thực ra mà nói thì bất phương trình không khó đâu các con ạ, à. bất phương trình không khó. thực ra thì nó như thế này này. Nó sẽ không khó với những bạn mà kỹ năng chuyển vế đổi dấu rồi giải phương trình. Đấy là đã tốt rồi. Thế còn ngược lại những bạn mà làm trước đây hay bị nhầm lẫn khi quy đồng này, chuyển vế đổi dấu này. Đấy, hay bị nhầm thì dẫn tới làm bất phương trình cũng sẽ bị nhầm. Đấy nó dễ bị nhầm hơn, được chưa? Cho nên là các con thấy là cái việc mà chúng ta học kiến thức từ những lớp dưới là thực sự mà nói là rất cần thiết nó như gọi là như kiểu là kiến thức cơ sở ấy có cơ sở thì các con mới có thể học tốt lên những cái phía trên được được không ạ thế thì tất nhiên là trước đây thì chúng ta đã trôi qua mất rồi chúng ta sẽ bị lỡ mất một số cơ hội nhưng mà bây giờ vẫn kịp nếu các con thực sự quyết tâm thì vẫn kịp được chưa vấn đề là những bạn nào mà thấy phần nào quên thì các con phải nói với thầy bảo thầy ơi cái phần này con không nhớ con không làm được đâu. Thầy giúp con ạ. Hình học phần này con cũng không nhớ đâu ạ. Ví dụ thế thì thầy biết để thầy còn hỗ trợ cho bởi vì trách nhiệm của thầy đó là gì là phải làm cho các con học tốt nhất có thể. Và cuối năm nay thi được đạt được điểm cao, đấy là trách nhiệm của thầy. Thế còn vấn đề là các con cũng phải cố gắng. Thầy cố gắng các con cũng phải đồng hành cũng phải cùng cố gắng thì mới được. Cả lớp có thể ghi chú cho thầy thêm sau khi đã chữa xong Đó là như thế này Ghi chú này Giống hoặc nhọn Thì có nghĩa là Có nghĩa Là và 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 chữ và này thì đồng nghĩa với việc Đó là chúng ta sẽ phải kết luận Bằng cách là lấy Phần trắng chung. Nhớ các con nhé, lấy phần trắng chung. Thì cái lấy phần trắng chung này là gì thì chính là thầy vừa biểu diễn lên trên trục số cho các con. Thì ở trường hợp thứ nhất, phần trắng chung của chúng ta chính là cái phần này. Đấy, đây là trắng này. Đây cũng là phần trắng của hai thằng này. Và như vậy cái phần này được gọi là phần trắng chung. Hoàn toàn tương tự thì trường hợp số 2 thì đây lại là phần trắng và đây cũng là phần trắng nữa. Vậy thì cái chỗ màu vàng thầy đang bôi vàng ấy Đó được gọi là nghiệm của bất phương trình Khi mà có dấu ngoặc nhọn Tức là và Được chưa? Đấy, cả lớp nhớ cho thầy nhá Hết sức chú ý Lấy phần trắng chung Ok, thầy xin mời cả lớp hãy giúp thầy xử lý cái bất phương trình tiếp theo nhá. Bất phương trình IE như sau, đầu bài. x trừ 2 đóng mở ngoặc nhân với 3x trừ 2 lớn hơn hoặc bằng 0. Ok, xin mời cả lớp nào. Với bất phương trình này, cả lớp sẽ có 5 phút để xử lý. Xin mời các con tất cả cố gắng nào không nhớ thì có thể dở ngay cái bài tập phía trên để xem <laughs> nhớ là a nhân với b lớn hơn hoặc bằng 0 thì a sẽ lớn hơn hoặc bằng 0 và b đồng thời lớn bằng 0. Đây là trường hợp 1. Trường hợp số 2 a và b cùng nhỏ hơn hoặc bằng 0. Đấy. Thế còn nếu như tích của a nhân b mà nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì a b của chúng ta trái dấu và được thể hiện như sau, a lớn hơn thì b sẽ phải nhỏ hơn trường hợp số 2. A nhỏ hơn thì B lại phải lớn hơn. Thì bài toán này là chúng ta đang sử dụng cái trường hợp này. Cả lớp nhớ nhá Lát nữa chúng ta sẽ rèn luyện cho cái trường hợp sau. Ok, đã có đáp án rồi này. Ôi, xem nào. Ok rồi, cảm ơn Đăng. Chúc mừng Phước, đáp án chính xác. Cảm ơn Tuệ Linh, đáp án chuẩn luôn rồi uy tín hơn hẳn luôn <laughs> tốt như vậy là cái trái tim nó hãy gửi là uy, uy tín đúng không à. chính xác ạ <cười> 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 hy vọng những bạn còn lại cũng thành công OK, thầy cảm anh thư. Rồi chính xác rồi con, rất tốt. <laughs> Hy vọng những bạn còn lại như là Khoa này, à, Lâm, Khoa Lâm với cả Hoàng nữa cũng uy tín gửi cho thầy kết quả chính xác thì tuyệt vời, à. Hoàng này, Khoa này, Lâm này, các con xét thành công chưa? Rồi, cảm ơn Lâm, chính xác. Đáp án uy tín. Cả lớp chịu khó chờ thêm một chút, cho thêm một chút thời gian nữa để Khoa với Hoàng cũng thành công nhé. Cố lên các con. Hoàng ơi, con có cần thấy hỗ trợ phần nào ở trong cái câu e này không? Không cần à? Sắp xong chưa? Sắp xong rồi Ờ Khoa thì sao Khoa ơi? Rồi, chia buồn với bạn Bảo Châu Không chính xác <laughs> Oh lý do là hôm trước nghỉ mất một buổi, đúng không? là bị uh, không được cái thời gian rèn luyện nó cũng được điều đó để chứng tỏ là con cần phải uh, để uh, làm thêm bài tập nữa, được chưa? cái chuyện nhầm lẫn và sai nó là chuyện rất bình thường. phải có rèn luyện thì nó mới càng ngày nó mới càng tốt lên được. chứ không phải là ai cũng gọi là mới học một cái đều làm đúng ngay. nếu mà dễ như thế thì sẽ không có bạn nào là gọi là học sinh giỏi và bạn nào là học sinh trung bình với khá cả đều tất cả đều giỏi hết đúng không <laughs> bảo châu tranh thủ kiểm tra lại kết quả khoa ơi sắp thành công chưa đáp án lần thứ hai của Bảo Châu thì gần đúng bởi vì chắc thầy đoán là con bị đánh nhầm thêm dấu trừ ở thằng đằng sau, có đúng không? Vâng ạ. Chỗ 2 phần 3 không có dấu trừ đâu nhá, nhớ chưa? Ok, rồi đáp án như thế mới gọi là chính xác con ạ. À. Rồi thầy xin mời Khoa nào, giúp thầy câu này nào, xin mời Khoa Trường hợp 1 Trường hợp 1 À. Lớn hơn bằng 0 Chúng ta cứ áp dụng đúng lý thuyết bên tay phải ấy, con ạ à, Cho nó dễ Thì 3x 2 phải làm sao Lớn hơn bằng 0 Rất chính xác Trường hợp số 2 chúng ta sẽ cố gắng viết luôn nhá Để như vậy là chúng ta chỉ còn giải thôi X 2 sẽ cần phải nhỏ hơn bằng 0 đúng không con Và à. 3x 2 cũng bé hơn là bằng 0 Nào con giải cho thầy thật cẩn thận Bình tĩnh Chắc chắn là sẽ thành công thôi Nào làm đi x lớn hơn hoặc bằng 2 ạ. Chính xác. Thằng dưới chuyển 2 sang vậy, vậy là 3x sẽ phải lớn x bằng lớn... bao nhiêu? x lớn hơn hoặc bằng 2/3. À lại giải ra kết quả luôn à? Thôi, vậy đồng ý, kết quả đúng rồi. Thế nhưng thầy muốn là thầy giải chậm hơn một tí để cho cả lớp cùng nhìn nhá. Thằng thứ hai là 3x lớn bằng 2, đến đây ta chia cả hai vế cho 3, vậy x sẽ lớn bằng 2/3. Vậy đến đây ta lại tiếp tục vẽ thật nhanh cái trục số ra. Đây là chỉ vẽ khi mà các con mới học thôi nhá. Thế còn khi mà chúng ta thành thạo rồi thì không cần vẽ đâu ạ. À. Thì bây giờ khoa cho thầy hỏi là con kết hợp lại nghiệm của hai cái thằng này thì con ra kết quả là gì nào? Xin mời con. Thử xem xem là cái kết quả con kết luận còn đúng không? x lớn hơn hoặc bằng 2/3. Chưa chính xác. Lý do là như sau. Nào, khoa nhìn này. Đây là hai nhá. Thì có phải là gạch bỏ bên trái đúng không con? Chiều lấy của chúng ta sẽ là ngoặc vuông hướng sang bên phải. Đồng ý chưa? Tương tự thằng 2 phần 3 nó sẽ nằm bên trái của điểm 2 bởi vì sao nhỉ? 2 phần 3 là nó bé hơn 1. Bé hơn 1 thì đương nhiên phải nhỏ hơn 2 rồi. Thì ta cũng gạch bỏ phần này. Và như vậy chiều dương của chúng ta là phần này hướng sang bên tay phải. Thì khoa nhớ nhá. Chúng ta phải lấy phần trắng chung phần trắng trung tức là cái phần màu trắng nó đồng thời của cả hai cái trục số này vậy thì bây giờ con đã nhìn ra được nó là phần nào chưa à khoa ơi Ờ, ừ, nó phải là phần nào đấy nó phải là từ hai hướng sang đây và từ hai này hướng sang đây đúng chưa vậy cả lớp nhớ nhá trường hợp này có một mẹo nữa thầy giúp cho cả lớp dễ nhớ này nếu như x cùng lớn hơn hoặc bằng nhớ là cùng lớn hơn hoặc bằng nhá thì ta lấy giá trị lớn hơn. Vậy cả lớp có nhìn thấy hai là giá trị lớn hơn chưa? Vậy lập tức thầy lấy luôn là x lớn bằng 2. Đấy, đây là cái mẹo làm nhanh. Còn nếu như cùng nhỏ hơn hoặc bằng thì ta lại lấy giá trị nhỏ hơn. Thầy chứng minh luôn cho cả lớp biết bằng cách là thầy xử lý trường hợp số 2. Nào, xin mời khoa tiếp tục trường hợp số 2 nào. Ờ, x bé hơn hoặc bằng 2 ạ. Chính xác. Tiếp tục, tiếp tục. X bé hơn hoặc bằng 2 phần 3 Đồng ý luôn Đáp án chính xác rồi Tuy nhiên thầy làm chậm lại hơn một bước X bé bằng 2 phần 3 Nào Bây giờ khoa cho thầy hỏi là Nếu biểu diện nó lên trên trục số Thì con biểu diễn nó thầy nào Xem xem là có uy tín không nào Đầu tiên là cái trục trên ấy, Trục số phía trên ấy, Thì Nó sẽ phải dùng dấu ngoặc gì Và hướng sang trái hay sang phải Của số 2 nào à, Ngoặc vuông hướng sang trái Đó đồng ý Chuẩn luôn hai, Vậy nó là ngoặc vuông hướng sang bên trái. Thằng sau. Ừ, ngoặc vuông hướng sang trái. Đồng ý luôn. Vậy gạch bỏ tất cả bên phải cho thầy nhá. Như vậy khoa ơi, lấy phần trắng chung nào, phần trắng chung nào. Đâu 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 đâu, trắng chung đâu. Ừ, 2 phần 3. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Và như vậy trường hợp số 2 ta cần phải kết luận đó là nhỏ hơn hoặc bằng 2 phần 3. Vậy cả lớp đã nhìn thấy là thầy kết luận lúc nãy là nhỏ hơn hoặc bằng cái thằng bé hơn thì 2 phần 3 chính là thằng bé hơn. Còn bên này thì lại lớn hơn hoặc bằng thằng lớn hơn chính là số 2. Nào, cả lớp thấy uy tín chưa? Nhớ nhá. Và như vậy đến đây thì ta đã thành công. Rồi ok, thầy cảm ơn khóa. Chỉ cần tức là con bây giờ cẩn thận hơn tí tí nữa là thành công thôi mà. Vậy, nghiệm của bất phương trình nghiệm của bất phương trình là S bằng mở ngoặc nhọn x gạch thẳng đứng x bé hơn hoặc bằng 2 phần 3 hoặc x lớn hơn hoặc bằng 2 cả lớp chú ý cho thầy cái cách kết luận nghiệm nhá được chưa nào Ok rồi xin mời cả lớp chữa bài chúng ta sẽ tới với một câu cuối cùng nữa rồi thầy sẽ cho cả lớp nghỉ giải lao nhá một câu cuối cùng nữa thôi rồi nghỉ giải lao Rồi xin mời cả lớp chúng ta tới với câu F Đề bài như sau ba trừ đi x đóng mở ngoặc nhân với x trừ đi 4 lớn hơn hoặc bằng 0. Rồi, xin mời cả lớp. Câu này là 5 phút. Tất cả lớp cố gắng xử lý thật thành công cho thầy câu này xem nào xin mời các con OK, cảm ơn Đăng. Đáp án này của con chưa chính xác con ạ. Kiểm tra lại một chút. À, OK, thì cảm ơn Tuyển Linh. Đáp án của Bảo Châu chưa chính xác. À, Tuy Linh ơi, cái đáp án của con là chính xác rồi đấy. Tuy nhiên nhá, con lưu ý này. À, khi kết hợp lại thì chúng ta sẽ nhìn thấy được bản thân linh nhá, cái kết quả của con ấy. Con có nhìn thấy là kết hợp được cả hai thằng này lại với nhau không? Nào, con thử nhìn xem. Chúng ta có thể kết hợp lại hai cái kết quả của con lại với nhau thành một cái mà không phải là dùng dấu hoặc nhá. Đáp án của đăng vẫn chưa chính xác con ạ, à, kiểm tra lại. Ok, cảm ơn Phước, chưa chính xác. Rồi, lát nữa thầy sẽ nêu cho các con cái mà các con hay bị nhầm. Thầy biết các con hay bị nhầm ở đâu rồi. Đó. Nên là tí nữa lát nữa nghe nhé. Bây giờ thầy sẽ tiếp tục dành thêm một chút thời gian cho các bạn còn lại đang xử lý giờ. Sau đó thầy sẽ nói cho cái cái mà các con hay bị nhầm. Thì để tránh nhầm lẫn ấy, thì chúng ta phải gọi là cái có cái cách để vượt qua cái hay bị nhầm đó à, chứ nếu không thì chúng ta cứ nhầm mãi bài này có thể các con làm sai mà nếu chúng ta không tìm ra được cái lỗi thì bài sau vẫn sai nên là lát nữa phải chú ý lắng nghe nhé Ở trong lớp tuy chỉ có duy nhất một bạn đó là Tuệ Linh thì tới thời điểm hiện tại thì thầy thấy comment kết quả là chính xác rồi, đúng không ạ? Thế còn đâu tất cả thì chưa. À, Lâm ơi con làm đến đâu rồi? Hôm nay có vẻ thấy làm không không được uh, nhanh lắm nhỉ? Con đang tính thể thầy các thầy bảo bạn sai nhiều quá cần tính lại. À ừ nhưng kết quả của con thì con làm ra đến như thế nào? Nói thử thầy nghe xem nào. Vấn đề là phải con, comment quả con... lên. Được rồi, để con phải... À, chưa thấy Thư gửi kết quả nhỉ? Thư ơi con làm ra chưa? Con làm rồi Đang làm à? À ok <laughs> À chưa chính xác rồi Rồi Phước thì đáp án gửi cho thầy rồi Nhưng chưa chính xác con ạ à. Lâm thì cũng vừa gửi cũng không chính xác Thôi xin mời cả lớp nhìn đây Và thầy sẽ nói cho con cái cái mà hay bị nhầm nhé <laughs> Lý do nhầm là đây này Cả lớp nhìn này cái chỗ này là dấu trừ cả lớp có thấy thầy đang cố tình thầy để cái một trong hai cái thằng a và b mà cái tức là một trong hai cái thừa số ấy, thì cái thằng x ở đây thầy đang cố tình để dấu trừ ở đằng trước x cái thằng này thể hiện một điều có nghĩa là cái hệ số của cái thằng đứng trước x nó đang bị âm và rất nhiều bạn khi làm bất phương trình rất hay bị nhầm cái này lý do là như sau nào xin mời cả lớp Nhìn thầy xử lý chi tiết bài này Đầu tiên Trường hợp thứ nhất Vẫn như bình thường lý thuyết thôi Đó là A lớn hơn hoặc bằng 0 B lớn hơn hoặc bằng 0 Được chưa con Và nếu như A lớn bằng 0 Thì xin mời Tuệ Linh nào Giúp thầy đọc, đọc hỗ trợ thầy một chút A là gì B là gì Đọc kết quả luôn à Không đọc từng bước <laughs> Thầy ba chữ x lớn hơn hoặc bằng không Đồng ý. và dạ, x chữ bốn lớn hơn bằng không Ờ. À, vậy thì cái thằng này ấy, thầy hỏi cả lớp này. Có phải là cái thằng thứ hai này này thì ai mà chẳng giải được ừ. đúng không? Chuyển 4 vứt sang bên tay phải. Ai cũng làm được luôn, đó là x sẽ lớn bằng 4. Vậy thầy viết luôn cái kết quả của cái thằng sau nhá. Đó là x lớn bằng 4, cái thằng này thì không ai nhầm cả bởi vì nó quá dễ. Ừ. Nhưng cái thằng trên ấy thì rất dễ bị nhầm. Bởi vì lý do là cái thằng này đứng trước x Nó là một dấu trừ Vậy thầy xin phép giải cho các con cái bất phương trình trên bằng hai cách Cả lớp nhìn này 3 x lớn hơn hoặc bằng 0 Cách 1 Làm cách nào cũng được miễn là làm đúng Thầy giữ x ở bên trái Thì cả lớp hết sức chú ý là trước x có một dấu trừ Vậy ta sẽ phải để nguyên nó là trừ x ở bên trái Nào cả lớp có nhìn thấy không Thế còn thằng 3 này thì chuyển sang bên tay phải Và khi chuyển sang thì ta phải đổi dấu cái thằng 3 Vậy là chuyển thành là âm 3 Cả lớp có đồng ý với thầy không? Nào Đến đây thì thầy thấy là Trước x có một dấu trừ Ta cần phải nhân cả hai vế với âm 1 Vậy thằng này sẽ trở thành x Thằng này sẽ trở thành 3 Nhưng nhân với một hệ số âm Thì dấu bị đảo chiều Là đang từ lớn hơn hoặc bằng thì nhảy thành là nhỏ hơn hoặc bằng 3, được không cả lớp ơi? Nào, cả lớp có hiểu không ạ? Hiểu chưa? Thì đây là cách làm số 1. Bây giờ thầy làm cách số 2. Các con thấy cách nào dễ hiểu hơn thì từ giờ trở đi cứ thế mà làm. Nào, cách 2 này. Vẫn là 3 trừ đi x lớn hơn hoặc bằng 0. Thì bây giờ thầy cố tình chuyển cái thằng x từ trái này thầy vứt sang bên phải. Khi chuyển x sang bên phải thì có phải đang là trừ x thì ta chuyển sang thì nó biến thành là cộng x. Vậy ta có được là 3 bên tay trái sẽ lớn hơn hoặc bằng x bên tay phải. Và thằng này thì nó tương đương với cái việc đó là x bé hơn hoặc bằng 3. Như vậy hai cái kết quả này thầy hỏi đã giống nhau chưa cả lớp ơi? Nào. Hai cái kết quả này có phải là một không? Tuy nhiên, cách nào cũng được miễn là các con làm đúng. Thầy hỏi cả lớp hai cách các con đều hiểu không ạ? Có hiểu được cái cách thầy xử lý và thầy vừa lý giải cho con không? Hiểu hết, hết chưa? Rồi ạ. À. Nhớ nhá, lần sau cứ làm thì hết sức bình tĩnh thôi. Thầy tin là rất nhiều bạn bị mắc phải cái lỗi này, cho nên thầy mới chỉ ra. Vậy thì ở đây ta sẽ cố tình chuyển x sang bên tay phải. Và như vậy ta có được là 3 lớn hơn hoặc bằng x. Đấy. Đến đây thì chúng ta sẽ sử dụng trục số để kết luận nghiệm này. Trục số này, trục số này. Nhìn này, Trục thứ nhất Trục thứ hai Các con cứ bình tĩnh thôi Thầy sẽ có rất nhiều thời gian để rèn luyện cho con mà 3 3 nhỏ hơn hoặc bằng x Thầy xin lỗi 3 lớn bằng x có nghĩa là x sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng 3 Vậy gạch bỏ phần này Và Cái chỗ này dùng dấu hoặc vuông Hướng sang bên trái Uy tín chưa Thằng bên dưới thì x lớn hơn hoặc bằng 4 Vậy đây là số 4 Gạch bỏ tất cả những thằng bên trái và lấy dấu ngoặc vuông hướng sang bên phải vậy thầy xin hỏi cả lớp nhé trong trường hợp này thì phần trắng chung của chúng ta có hay không nào tất cả lớp comment lên chat cho thầy trong trường hợp này thì phần trắng chung có hay là không tất cả lớp comment nào ok rồi phước chính xác cảm ơn thư ở phần này có phần trắng chung hay không? Phần trắng chung tức là cái phần mà màu trắng nó ở cả trục bên trên và cả ở trục bên dưới. Vậy rõ ràng là thằng này không hề có phần trắng chung. Đúng không ạ? Mà nếu không có phần trắng chung ý, thì đồng nghĩa với việc đó là chúng ta sẽ kết luận nó được là vô nghĩa Bởi vì không có giá trị nào của x thỏa mãn cả hai cái điều kiện này cùng một lúc cả, cả lớp có hiểu không ạ? Làm gì có cái thằng nào mà x lại vừa bé hơn hoặc bằng 3 mà lại vừa lớn hơn hoặc bằng 4. Có đúng không? Nào chuẩn chưa? Thì cái trường hợp này các con sẽ kết luận nó là vô nghiệm nhá, tức là trường hợp 1 này không có x thỏa mãn, được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ tới với trường hợp số 2, giải cẩn thận nữa thì là xong, thế thôi. Nào xin mời Linh tiếp tục trường hợp số 2 nào. Ờ, chữ số 2 là 3 chữ x nhỏ hơn hoặc bằng 0 Và x 4 nhỏ hơn hoặc bằng 0 Đồng ý Nhưng mà chờ thầy thầy viết cái lý thuyết đã A và B cùng bé hơn hoặc bằng 0 Và như vậy bạn Tuệ Linh vừa mới hỗ trợ thầy Đó là bạn cho 3 chữ x bé hơn bằng 0 Và x chữ 4 cũng bé hơn hoặc bằng 0 Vậy đến đây Linh ơi Thằng trên này chuyển x sang bên tay phải Ta có được điều gì ờ, 3 nhỏ hơn hoặc bằng x Chính xác Còn thằng Ở dưới đó x nó bằng 4. Đồng ý luôn. Vậy bây giờ chúng ta lại vẽ cái trục số ra mà nhìn thôi, các con sẽ thấy ngay được là kết hợp nghiệm lại ta có được điều gì. Xin mời cả lớp nhìn này. Vẽ cái trục số ra là cực kỳ uy tín luôn. Đây, đây là số 3. X lớn hơn hoặc bằng 3 thì có nghĩa là 3 cũng nhỏ hơn bằng x, đúng không? Cái thằng này này, cả lớp chú ý nhá, thằng này này. Nó chính là x lớn bằng 3 đấy, chẳng qua là chúng ta chuyển về thôi. Vậy thằng này gạch bỏ bên trái. Lấy chiều hướng sang bên tay phải. Tương tự thằng dưới là 4 nhưng lại nhỏ hơn hoặc bằng, vậy vứt thằng bên phải, lấy chiều quay sang bên trái. Vậy cả lớp cho thầy hỏi đến đây cả lớp có nhìn ra được phần trắng chung chưa? Đây và đây được chưa? Và phần trắng chung này thì có nghĩa là 3 bé hơn hoặc bằng x và bé hơn hoặc bằng 4. Và đây được gọi nó là nghiệm của bất phương trình này. Cả lớp nhớ rõ chưa nào? Đồng ý chưa? Vậy đến đây các con kết luận cho thầy nhé. Vậy bất phương trình có tập nghiệm có tập nghiệm là thầy xóa cái này đi, cái này chỉ là cái kết luận của cái phần trường hợp thứ hai thôi. Thế còn kết luận thì chúng ta sẽ phải kết luận như sau. Xin mời cả lớp nhìn nhá. S bằng X gạch thẳng đứng sao cho 3 bé hơn hoặc bằng X Bé hơn hoặc bằng 4 Xin mời các con chữa bài Đào. Cả lớp cho thầy hỏi là Với cái trường hợp này Bài tập này thì đã ok hoàn toàn chưa Có tự tin hơn chưa Mỗi một bài thầy đưa ra nó sẽ lại là một trường hợp khác nhau các con nhé Cho nên là các con phải về nhà xem video cho thầy thật cẩn thận Thầy thấy là tuần vừa rồi là rất ít bạn đang xem video về phần bất phương trình đấy nhá để nói trước đấy học mà không chịu khó thì sẽ rất khó khăn không có cái việc gọi là sẽ lười học mà lại tiến bộ nhanh được đâu Và lớp chú ý chưa ạ con phải cố gắng lên tập trung nhiều hơn <laughs> Ok, xin mời các con chữa bài thật cẩn thận à, Bây giờ là 7 mươi 28 rồi Thầy sẽ cho cả lớp nghỉ ngơi Một chút à, Đến đúng uh, <laughs> 7 mươi 35 các con nhé 7 mươi 35 chúng ta quay trở lại với buổi học Xin mời các con Con uhm, thưa thầy ờ thầy cho con nghỉ học con ạ à, thầy cho con về sớm để con đi học thêm con ạ Ok, xin mời các con quay trở lại nào Rồi, chúng ta sẽ tới với nội dung bài tập số 2 Xin mời các con đi cho thầy tiêu đề Đề bài Vẫn là Giải các bất phương trình thôi Bài 2 nhá Giải Các Bất phương trình sau Được chưa nào? Giải các bất phương trình sau Chúng ta sẽ xem xem là bất phương trình như thế nào À, câu a câu a x trừ đi một chia cho 2x trừ đi 5 lớn hơn 0. Nào, xin mời cả lớp hãy chú ý thầy sẽ hướng dẫn cái bài tập đầu tiên này. Bởi vì đây được gọi nó là bất phương trình dạng thương. Cả lớp nhớ nhé. Thì tại sao gọi là bất phương trình dạng thương thì cũng dễ hiểu thôi bởi vì nó chính là một phân thức có thể hiện dưới dạng là một phép chia, được không ạ? Thế thì bước đầu tiên của bài tập này là các con hết sức chú ý cho thầy bao giờ cũng phải để ý đến điều kiện. Điều kiện. Điều kiện xác định ở đây nhá. Đó chính là điều kiện để cho các mẫu thức phải khác không. Vậy điều kiện xác định ở đây đó chính là 2x trừ đi 5 khác không. Và thằng này thì chúng ta sẽ giải ra được ngay Đó là x cần phải khác 5 phần 2 Được chưa các con Như vậy là điều kiện xác định ở đây Đó là x cần phải khác 5 phần 2 nhé Và để xử lý bài toán này Thì chúng ta cần sử dụng lý thuyết như sau Một phân thức A phần B Mà muốn lớn hơn 0 Thì ta sẽ phải chia ra hai trường hợp Các con nhớ là phải học lý thuyết cẩn thận nhé Trường hợp thứ nhất A dương B dương Cùng dấu Trường hợp thứ hai là a âm thì b âm. Được chưa con? À, xin mời Bảo Châu hỗ trợ thầy một chút về cái việc giải thằng này. Bây giờ sẽ chúng ta cần phải chia hai trường hợp. Vậy thì con chia cho thầy trường hợp theo lý thuyết nào. Trường hợp 1 là x 1 lớn hơn 0 cả 2x 5 lớn hơn 0 ạ. Đồng ý, x 1 lớn hơn 0 và 2x 5 cũng lớn hơn 0. Xin mời con hãy giải cho thầy chi tiết từng phương bất à... phương trình này một x lớn x lớn hơn một với cả x lớn hơn 5 phần hai ạ À, giải luôn ra kết quả gì cũng được đồng ý luôn x lớn 5 phần 2 như vậy đến đây các con lại nhìn này có phải lại là lớn hơn cùng lớn hơn hai giá trị thì chúng ta sẽ phải lấy thằng lớn hơn cái giá trị lớn hơn như vậy thằng này kết hợp lại ngay được thì là x cần phải lớn hơn bao nhiêu đây bảo châu lớn hơn một ạ không đúng lên 5 phần 2 ạ Uhm, đoán à? à. Hai giá trị này thì con phải nhớ là lấy cái thằng lớn hơn nhá. Nó chính là 5/2. Nhưng cái này chỉ dùng được khi mà phải cùng dấu lớn lớn hơn. Đây, hai con cùng nhìn. Con có nhìn thấy có cùng là màu vàng lớn hơn đúng không? Thì ta sẽ lấy cái giá trị lớn hơn, được chưa nào? Tức là bởi vì nó thực ra nó chính là như thế này này, đơn giản là nó là lý do là như thế này. Đây, các con nhìn nhá. Đây là số 1. Vậy lớn hơn gạch bỏ Được chưa 5 phần 2 Gạch bỏ Như vậy là Bảo Châu đã nhìn thấy phần trắng chung cho con Nó phải là phần nào Nó là từ đây này Từ đây này Đúng không con Vâng wow. Ờ thế như vậy đã hiểu được tại sao lại phải đi lấy cái thằng lớn hơn Có giá trị lớn hơn chưa các con Có yeah. hiểu được cái mẹo này chưa Nó sẽ lấy cái thằng lớn hơn Tức là 5 phần 2 nhá Và đây chính là trường hợp đầu tiên Rồi thầy cảm ơn con Trường hợp số 2, thầy xin mời Hoàng giúp thầy xử lý nào. Trường hợp số 2 nào. Hoàng ơi, giúp thầy xử lý trường hợp số 2 nào con. Mẹ. Ờ Trường hợp số 2, con nhìn lý thuyết đi kìa. A âm, B âm, như vậy ta cần phải có cái gì nào? Trường uh, hợp thứ hai là A x phần... trừ 1. Ờ, x trừ 1 đúng rồi. Bé hơn 0. Chính xác. Trường à, uh, còn uh, dưới là B. Cũng dưới bé hơn 0. Hai x trừ 5 cũng bé hơn 0. Đúng rồi, ok. Vậy con giải cho thầy từng cái bất phương trình này một. <laughs> thằng trên thì sẽ chuyển một sang về phải vậy đã có cái gì con nhỉ x bé hơn một đúng rồi chính xác rồi đấy còn thằng dưới chuyển năm à. sang sau đó chia cả hai về cho hai vậy x bé hơn bao nhiêu thằng này trải qua một bước làm chậm nhá thì đó là hai x này sẽ cần phải nhỏ hơn là 5 vứt sang thì là 0 cộng 5 tức là 2x nhỏ 5. Vậy đến đây chia cả hai vế cho 2 thì x sẽ bé hơn bao nhiêu đây con? Sẽ bé hơn là 5 trên 2. Đúng rồi, là 5 phần 2. Như vậy là cái bất phương trình thứ hai chúng ta sẽ giải ra được nghiệm là x nhỏ 5 phần 2 như thế này. Nào, Hoàng hiểu chưa? Ok chưa con? Thế nhưng mà đây mới là giải thôi. Chúng ta bây giờ còn phải kết hợp nghiệm lại cơ. Vậy thì kết hợp trường này, hợp này lại thì để x thỏa mãn cùng bé hơn hai giá trị này thì ta lấy giá trị nhỏ hơn. Như vậy x cần phải bé hơn bao nhiêu? Vừa phải bé hơn 1 mà lại vừa phải bé hơn 5 phần 2. Vậy thì x của chúng ta sẽ phải nhỏ hơn bao nhiêu? Hoàng Hoàng. Cái này là các con tự phải suy lợi luận nhá thì mới tiến bộ lên được. Chứ thầy thì thầy không phải là thầy không 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 giảng, thầy không thể nào lý giải được mãi đâu các con phải tự biến cái kiến thức mà thầy truyền đạt biến thành kiến thức của mình vậy thì hoàng có thể hỏi là cái trường hợp này thì dẫn tới là kết quả của chúng ta là gì nào hoàng ơi đâu rồi cái thằng trên x bé hơn một thì biểu diễn lên trên trục số bằng cách nào nào bây giờ cho thầy hỏi gạch đi phần bên trái một hay gạch đi bên phải một nào? bỏ đi phần bên phải. OK, tốt, bỏ đi phần bên phải đúng rồi. Và bây giờ chúng ta dùng dấu ngoặc vuông hay dấu ngoặc tròn? Nếu tại vị trí một mà không lấy thì chúng ta sẽ phải sử dụng dấu ngoặc tròn. Còn nếu mà có x bé hơn hoặc bằng 1 Tức là vị trí 1 có lấy Thì phải sử dụng dấu ngoặc vuông ai Cả lớp nhớ chưa Vậy trong trường hợp này ta phải dùng dấu tròn hay vuông đây à, Hoàng ơi Tròn ừ. ạ Tròn đúng rồi hướng sang bên tay trái nhá Hoàn toàn tương tự thì x bé hơn 5 phần 2 Tức là lại cũng gạch bỏ bên phải đúng không con Cố gắng lên tập trung lên thì cái chiều của chúng ta lại là ngoặc tròn hướng sang trái như vậy thì phần trắng chung của chúng ta là phần nào hả hoàng nó là màu trắng xuất hiện ở cả hai cái trục số này vậy nó là chỗ nào đấy con đã nhìn ra được chưa đã tìm ra được chỗ đấy chưa phần trắng chung là phần nào chỗ nào là từ từ đâu đến đâu, từ đâu hướng về đâu nào? Cái trục bên trên ấy thì màu trắng của chúng ta nó là đây, cả lớp nhìn nhá. Thầy sẽ dùng màu xanh để ký hiệu đây là màu trắng này, phần màu trắng này, nhìn thấy cái ký hiệu màu xanh của thầy không? Thế còn trục dưới thì nó lại từ đây. Thế nhưng mà phần trắng chung tức là cái chỗ màu trắng cho cả hai cái trục này. Vậy thì Hoàng cho thầy hỏi nó là bắt đầu từ đâu thì được gọi là phần trắng chung. Chỗ nào nhỉ? Chỗ nào là trắng chung nhỉ con nhỉ? Bắt đầu từ uh, chỗ số 1. Số 1 đúng rồi. Và từ số 1 này hướng sang bên trái thì đây chính là phần màu trắng của trục trên và đây cũng là màu trắng của trục dưới. Vậy thì chúng ta sẽ kết hợp được điều kiện ở trường hợp số 2 Đó chính là x bé hơn 1 các con nhé Được chưa nào? Đó là x cần phải nhỏ hơn 1 Và như vậy thì đến đây ta sẽ kết luận được nghiệm như sau Vậy ở trường hợp thứ nhất thì x sẽ lớn hơn 5 phần 2 Còn trường hợp thứ hai thì lại là x bé hơn 1 Như vậy là hai trường hợp thì có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng chữ hoặc đúng không? Vậy đến đây ta sẽ có được là vậy. Bất phương trình. Bất phương trình. Có tập nghiệm Có tập nghiệm Là. S bằng. Mở ngoặc nhọn. X gạch thẳng đứng. Sao cho. X bé hơn 1. Hoặc. X lớn hơn. 5 phần 2 và đóng hoặc nhọn vào cho thầy xin mời cả lớp các con hãy bình tĩnh chữa bài và cho thầy hỏi là đã hiểu được nó chưa nếu hiểu được rồi thì cho thầy một chữ ok đi để thầy yên tâm nào nếu hiểu được hoàn toàn rồi thì cho thầy một chữ ok thế còn nếu chưa thì cũng phải nói cho thầy biết là chỗ nào chưa hiểu nhá để thầy còn lý giải được không ạ Đấy, các con cứ bình tĩnh thôi kể ra mà năm ngoái mà học nhớ được nhiều hơn đấy thì chắc là bây giờ sẽ uy tín hơn đấy bởi vì cuối học kỳ 2 năm ngoái thầy có dạy cho cả lớp về cái phần này rồi được gọi là bất phương trình rồi ok chỉ có lâm cả mấy đăng là ok thôi à thế còn các bạn còn lại thì sao khoa uh, phước này bảo châu tuệ linh này các con có hiểu được không à. uh, hiểu được cái gì hiểu được thì comment lên thầy để thầy yên tâm chứ rồi các con chữa bài đi nhé rồi bây giờ chúng ta sẽ tới với nội dung của ý b và các con sẽ lấy cái câu a này làm mẫu nhá xin mời cả lớp tới với ý b như sau đầu bài bất phương trình 3x trừ đi 1 trên 2 trừ đi x lớn hơn 0. Rồi, xin mời cả lớp nào giúp thầy xử lý thằng này. Hy vọng là cả lớp sẽ làm tốt. Xin mời các con. Phần này có thể nói là phần khó nhất của trong về bất phương trình rồi. Xin mời các con hãy uh, suy nghĩ và xử lý cho thầy nhé. Làm được tốt nốt phần này nữa là có thể nghĩa có thể nghĩa nói là bất phương trình đã ok rồi đấy. <laughs> ok thầy cảm ơn Phước Tuy nhiên là đáp án chưa chính xác con ạ à. Kiểm tra lại Làm rất nhanh Tuy nhiên là con cần kiểm tra lại một chút Cứ bình tĩnh, rèn luyện. Ok, thầy cảm ơn Đăng ạ. À. À, đáp án của con chưa chính xác, Đăng ạ. À? Chưa chính xác. Vậy nên là cả lớp chú ý cho thầy nhé. Sau buổi học là nhớ là phải dành thời gian xem lại video. Nhớ chưa ạ? Các con cố gắng một tí thì... Một thời gian nữa ấy, Cái kiến thức mà các con nắm vững rồi Thì các con làm cái gì học cái gì nó cũng nhàn Hiểu không ạ Nó không phải là chỉ phục vụ cho mỗi là Cái kỳ thi vào cấp 3 đâu Mà kiến thức này Thầy nói luôn này Lên lớp 10 Các con lại học lại phần này Và phần này sẽ được nâng cao lên thành kiến thức uh, Khó hơn ở lớp 10 Gọi là bất phương trình của lớp 10 Được chưa Cho nên là bây giờ học vững Thì sau này cũng sẽ tốt thôi các con ạ uh, Ok cảm ơn Tuệ Linh Chúc mừng Tuệ Linh đáp án chính xác được chưa nào? Tuyệt vời. Đáp án của Tuệ Linh chính xác rồi, rất tốt. Các con tích cực comment cho thầy kết quả đi. Sai cũng được. Nhưng mà cứ cố gắng mà làm. Bảo Châu này, Khoa này, uh, Phước kiểm tra lại này, Lâm này, cho thầy xin kết quả nào. Ở đây lý thuyết của chúng ta vẫn vậy thôi. Đó là nếu A trên B mà dương thì đầu tiên phải có điều kiện xác định. Điều kiện xác định là B cần phải khác 0, tức là 2 x cần phải khác 0 đúng không? Vậy là x khác 2. Đấy, hay là x khác 2 nhé. Thế còn lý thuyết của bài này thì là a phần b dương thì ta sẽ có được hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là a dương và b dương. Trường hợp thứ hai là a mà âm thì b cũng phải âm. Đấy, thì các con cứ giải cho thầy hai trường hợp này rồi làm bình tĩnh thì chắc chắn là sẽ ra kết quả thôi mà, được chưa? <laughs> Nào, thầy xin mời đăng giúp thầy câu này nào. Đăng đang bị nhầm dấu mất một tí thì cho đăng thực hành luôn. Đăng chia cho thầy hai trường hợp nào. Ờ dạ, trường hợp 1. Ờ 3x trừ 1 lớn hơn 0. Đúng rồi. 2, à, trừ 2 x -x lớn 0. lớn hơn 0, đúng con. Trường hợp số 2 1. thì chúng ta sẽ có được là 3x trừ đi 1 bé hơn 0 và 2 dx cũng bé hơn 0 luôn thì chúng ta sẽ đi giải trường hợp một trước nào trường hợp một thì bất phương trình trên con sẽ giải như thế nào con giải chậm hay là con giải nhanh một phát ra kết quả luôn 3 x a uh, x lớn hơn thôi cứ giải chậm một tí nhá 3 x lớn hơn một này thằng dưới thì chúng ta nên chuyển x vứt sang bên tay phải như vậy ta sẽ có được là hai thì sẽ lớn hơn x đúng không ạ đăng cả lớp có ừ. ok không ạ đến đây thì ta sẽ có được thằng trên là x sẽ lớn hơn 1 phần ba và x thì lại bé hơn 2, chúng ta sẽ đổi hai cái dấu này đổi chiều đi một tí nhá. Được chưa nào? Hai cái thằng này là một này. hai lớn hơn x thì có nghĩa là x cũng là bé hơn 2. Vậy bây giờ chúng ta sẽ phải kết hợp nghiệm của thằng này lại. Thầy lại tiếp tục hỗ trợ các con tiếp. Hỗ trợ đến bao giờ mà không còn bị sai nữa thì thôi. Nào, xin mời đăng. Biểu diễn cho thầy nghiệm của hai thằng này. 1/3. Vậy là gạch bên trái hay gạch bên phải? Ờ, gạch bên trái. đồng ý. dùng dấu gì? Ờ... tròn hay vuông? Ờ, dấu nếu không có bằng thì dùng dấu ngoặc tròn. nếu có bằng thì dùng dấu ngoặc vuông. thầy đã từng nói cái này rồi mà lớn hơn này thì dùng dấu này, đúng không? nếu lớn hơn hoặc bằng thì dùng dấu này. Cả lớp đã nhớ hết chưa? Chú ý ghi chú vào trong vở hẳn cho thầy. Vậy đến đây ta sẽ có được ngoặc tròn như thế này. Đúng không hả à, Đăng? Đấy à, vâng. Ờ, thế còn thằng dưới nào? Gạch bỏ ở đâu? Bên phải. Đúng rồi, rất tốt. Dùng dấu ngoặc tròn hướng từ hai sang bên trái. Được chưa con? Như vậy thì phần trắng chung con đã nhìn ra được phần trắng chung là phần nào chưa? Đúng rồi. Đọc tên lên đi. Ờ. Uh... Màu trắng chung của cả hai trục số là phần nào? Đang nhìn được chưa con? Cái màu trắng ở trục trên ấy, con nhìn xem, nó là cái toàn bộ cái phần này đúng không? Phần này này. Thế còn phần trắng uh, ở vâng. trục dưới nó lại là phần này, như vậy phần nào được gọi là phần trắng chung? phần trắng chung tức là phần màu trắng ở cả hai trục số thì nó sẽ thỏa mãn cả hai thằng vậy con đã nhìn thấy phần trắng nó là phần trắng nào chưa ờ... phần ờ... chỗ nào chỗ nào là trắng chung nào nhìn được chưa <laughs> vẫn chưa thành đạo à thầy giảng suốt từ đầu buổi đến giờ là khá nhiều về cái kiến thức này rồi à con đã nhìn thấy phần trắng chung chưa nó là phần nào đấy ở cái trục trên ấy thì màu màu này này có phải là chỗ này là màu trắng đúng không nhưng phần tiếp theo chỗ này là màu xanh thì bên dưới này nó lại bị gạch bỏ mất như vậy là phần trắng chung thực chất nó chính là phần màu vàng của thầy ở đây. Nào, cả lớp có nhìn thấy không ạ? Ở dưới này thì màu xanh thì lại là phần lấy nhá. Phần màu xanh lấy được nhưng nó lại vi phạm mất cái phần ở trên là gạch bỏ. Như vậy thì cái phần trắng chung chính là phần màu vàng của chúng ta. Nào, cả lớp ơi, các con có hiểu được không ạ? Phải phải gọi là động não suy nghĩ nhiều hơn đúng không? Chứ nếu mà các con cứ ỉ lại cứ chờ vào cái việc thầy lý giải mãi thì mãi mãi kiến thức của thầy vẫn là của thầy mà không phải là kiến thức của các con có hiểu không ạ nó nên là phải chịu khó lên chăm chỉ lên một tí nhá nó phải đổ mồ hôi thì nó mới có được thành công có mới được kết quả được vậy ở trong trường hợp này thì 1 phần ba sẽ nhỏ hơn x và bé hơn hai nào được chưa đăng có hiểu không có đúng đây là cái phần trắng chung của chúng ta không con ừ. Nhớ nhá. Nào giải nốt trường hợp số 2 đi sao nào Trường hợp 2 là 3x 1 Giải đi 3x trừ 1 bén 0 Và 2 chữ x bén 0 Vậy thì ta sẽ chuyển cái thằng 1 sang Giải từng bước một vậy Nào ờ, 3x là bé hơn 1 Đúng rồi tiếp tục đi 2 bé hơn Bé hơn x đúng chưa Ờ, ừ, Đúng rồi rất chính xác Vậy đến đây thì ta giải từng cái một nào giải đi Ờ x bé hơn 1 phần 3 X bé hơn 1 phần 3 Còn thằng dưới là 2 bé hơn x Thì có nghĩa là x lớn hơn 2 Được chưa cả lớp Dạ ừ. ờ. Thế như vậy đến đây thì ta sẽ vẽ trục số ra để kết luận Thực ra thì thầy biết thừa nó là gì rồi Bởi vì kinh nghiệm của thầy có rồi Tuy nhiên là thầy muốn là vẽ ra cho cả lớp cùng nhìn Nào Bây giờ lại là vị trí ở trên là 1 phần 3 ở đây là 2 Vậy thằng trên gạch bỏ bên trái hay bên phải Ờ bên uh, trái Thật không X nhỏ hơn 1 phần 3 cơ mà Nhỏ hơn tức là con phải gạch bỏ bên phải đi chứ À, à, à vâng Đúng không Và à. chiều chiều của chúng ta nó sẽ là dấu ngoặc tròn hướng sang như thế này đúng chưa nào Thế còn thằng ngược lại Thì x lớn hơn 2 như vậy là hướng như thế này Và gạch bỏ đi phần này Đúng chưa con? Như vậy thì thầy hỏi này, phần trắng chung của chúng ta là phần nào? Ở hai trục số này có phần trắng chung nào không hả à, Đăng ơi? Không Nó không có phần trắng chung cả lớp nhá Và nếu như không có phần trắng chung Thì người ta sẽ kết luận đây là vô nghiệm Cả lớp nhớ chưa nào? Tức là ở đây không hề có phần trắng chung nào Lý do ở đây là phần trắng của thằng trên Nhưng nó lại bị trùng với cái phần gạch bỏ ở bên dưới Tương tự phần này được gọi là phần trắng của trục dưới Thì nó lại bị trùng vào phần đen của trục trên Bị gạch bỏ Như vậy không có phần trắng chung Có nghĩa là nó vô nghiệm Như vậy trường hợp số 2 là vô nghiệm Còn trường hợp thứ nhất thì nghiệm của nó là lớn hơn 1 phần 3 và bé hơn 2. Như vậy đến đây chúng ta sẽ kết luận vậy bất phương trình có tập nghiệm có tập nghiệm là S bằng mở ngoặc nhọn x sao cho 1 phần 3 bé hơn x bé hơn 2 đóng ngoặc nhọn được chưa cả lớp phần này mà nếu các con không rèn luyện đến nơi đến chốn là cũng khó đấy chứ không phải dễ đâu nhá cho nên là học nghiêm túc vào sau mỗi buổi học là phải xem đi xem lại video cho thầy thì mới hiểu được chứ đừng có coi thường lười một tí thôi dẫn đến là kết quả nó sẽ ảnh hưởng đến cả cái quá trình học tập của các con suốt từ lớp 1 đến bây giờ đấy chứ không phải là chỉ có mỗi cái năm nay đâu nào chữa bài đi thực sự mà nói là bây giờ thầy nói như này này học online ấy các con đã gặp rất nhiều những cái khó khăn đó là thầy không thể nào chỉ tận tay cho các con được nếu giả sử như thầy gặp trực tiếp được các con thầy sẽ biết là chỗ này các con làm chưa ra đúng này thầy sẽ hướng dẫn chi tiết được cho nhưng học online thì nó là hoàn toàn dựa trên cái việc đó là các con phải tương tác với thầy nếu các con không có ý thức không có sự tự giác và không có sự rèn luyện chăm chỉ sau mỗi buổi học thì thầy nói luôn là học online sẽ không có kết quả cho nên là lớp chúng ta thống nhất ngay từ đầu rồi là các con phải cố gắng phải nỗ lực nếu không cố gắng được thì thầy cũng chia sẻ thật lòng luôn là bạn học sinh đó thầy sẽ phải chia tay với bạn đó thầy nói rất thật lòng đấy chứ không phải là giữ học sinh như lại để thầy uh, lấy thêm tiền thầy lấy thêm tiền chẳng có tác dụng gì cả cho nên là các con phải chăm chỉ hơn nữa bây giờ đã chăm chỉ rồi thì còn phải chăm chỉ hơn như vậy nữa cơ rõ chưa kiến thức phần sau hình học nó cũng sẽ khó lên phần đằng sau về môn đại số liên quan đến phần căn thức cũng có rất nhiều những dạng bài tập cần phải làm nên là phải chăm chỉ rồi tất cả lớp chữa xong hết chưa? Ừ bạn nào mà vẫn còn lười thì thầy ừ. nói thầy nói luôn là chia tay đi đúng không chúng ta chia tay nhau luôn cho sớm chứ không phải là thầy uh dỗi riêng gì đâu hay là tẩy tự ái gì đâu đấy là sự thật bởi vì thầy không giúp được các bạn đó đâu nếu như chúng ta mà học một cái lớp offline ấy, thầy biết được ví dụ như tuệ linh là phần này yếu bạn đăng phần này chưa tốt bạn lâm phần này viết cũng hay bị sai tính toán sai thì thầy còn chỉ tận tay hướng dẫn cho được nhưng học online này nó không thể chỉ tận tay được cho nên là các con sẽ phải là người chủ động nhất có thể Thầy đưa bài tập là phải dành thời gian suy nghĩ. Nếu không biết làm thì nói với thầy là thầy ơi con không biết làm. Và để thầy hướng dẫn tỉ mỉ từng ly từng tí một. Sau đó thì về nhà các con phải dành thời gian thật uh, tích cực để xem lại video. Làm bài tập về nhà thật chăm chỉ. Có như vậy thì mới mong có thể tiến bộ được. <laughs> Rồi chúng ta sẽ tới với câu C nào. Xin mời cả lớp. Cả lớp với tất cả các con đã chữa xong hết chưa? Khoa này, Khoa à... này, Hoàng bị ao mất rồi. Các con đã chữa xong hết chưa? Để thầy chuyển phần tiếp theo nào. Ừ. 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 Lâm, không rồi ạ. Lâm mấy bảo Châu thì ok, bảo thầy xong rồi thì biết rồi. Ừ. Tuệ Linh cũng xong rồi đúng không? Ờ. Ừ. Ừ. xong rồi ạ. Ok, rồi chúng ta sẽ tới với câu C nào, xin mời các con giúp thầy câu C. 2x cộng với 1 trên x trừ 1 lớn hơn hoặc bằng 1 phần 3. Đấy, thằng này nó lại là một cái dạng tiếp tục của cái nội dung ở trên nhưng mà nâng cấp lên một chút. Thì cả lớp nhớ cho thầy này. Thằng này nó khác ở chỗ là ở trên thì các bất phương trình là chúng ta đang so sánh với không Tức là ta phải có cái dạng là A lớn hơn hoặc bằng A trên B lớn bằng không đúng không? Thế nhưng đây nó lại so sánh với 1 phần 3. Vậy thì bước đầu tiên các con vẫn tuyệt đối không được nghỉ quên đó là điều kiện là x khác 1. Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển 1 phần 3 này vứt sang bên trái và đưa về bài toán quy đồng mẫu thức. Cả lớp nhớ chưa nào? Đưa về chúng cùng về mẫu thức chung. Rồi xin mời uh, bạn uh, thầy xin mời bạn Lâm nào giúp thầy chuyển 1 phần 3 sang bên trái và quy đồng nó cho thầy. Xin mời con. Thầy là 2x cộng 1 phần x trừ y à? trừ đi 1 phần 3 lớn cộng lớn bằng 0. Ờ, lớn bằng 0. Ok. Con quy đồng cho thầy nào. Đây là 3 nhân với 2x cộng 1 ạ. Chờ thầy một chút. 3 này nhân với 2x cộng 1 nhưng mà thấy biết là chắc là con đọc thế nhưng con sẽ phải viết nó đó là đóng mở ngoặc đúng không? Ờ. ờ ok. Trừ đi cái thằng x 1 nhân lên trên là trừ đi 1 nhân ờ. x 1 ở trên tử đúng chưa? Đó, ờ, ờ. ok, dây mẫu là gì nào? Nên là 3 nhân với mở ngoặc x 1 ạ. À. Rất tốt. Lớn hơn hoặc bằng 0. Và đây được gọi nó là bước quy đồng, cả lớp nhớ nhá. Đến đây thì chúng ta sẽ phải tung cái tử thức ra. Mẫu thức giữ nguyên. Vậy đến đây ta có nào con nhân tung đi. Thứ này là 6x cộng 3. 6x cộng 3. Ok. Trừ đi cho. Trừ x cộng 1. Rất tốt. Trừ x cộng 1. Dưới mẫu là x x 3 x x chữ 1. À không. Đừng đừng tung ra. Để nguyên thế này thôi con ạ. À. Lớn bằng 0. Đó. Nào thu gọn trên tử nào. 5x cộng 4 ạ rất tốt dưới mẫu là giữ nguyên là 3 nhân x trừ 1 à. 3 nhân về x 1 lớn hơn bằng 0 nào thầy hỏi Lâm và tất cả các bạn trong lớp các con có nhìn thấy đến đây thì nó lại quay trở về với câu A và câu B đúng không các con và nếu như nó đã quay trở về với câu A câu B rồi thì bây giờ chúng ta sẽ phải chia hai trường hợp Lâm chia luôn cho thầy nào này uh, trường hợp một là 5x Cộng 4 lớn hơn họ bằng 0 Lớn bằng 0 đúng rồi này là 3, 3x 3 lớn hơn hoặc bằng 0 Không có lớn hơn hoặc bằng đâu nhá Có biết lý do vì sao không hả Lâm Là bởi vì mẫu thức I, của b, chúng ta 4. là x 1 Thì thằng này bản thân nó đã khác không Có nghĩa là b của chúng ta là mẫu thức đã khác không sẵn rồi Không thể có trường hợp bằng 0 được Nên nó bắt buộc phải là lớn hơn hẳn Cả lớp còn nhớ lý thuyết mà thầy đã dạy ở buổi chung trước không? Đó là chia trường hợp thứ nhất này Là A lớn bằng 0 thì B phải dương chắc Trường hợp số 2 Là A mà bé hơn hoặc bằng 0 thì B phải âm chắc Rồi giải trang ngay cho thầy đi Xin mời Lâm Thầy là X lớn hơn hoặc bằng 4 phần 5 Sai À 4 phần 5 ạ Thôi giải chậm hơn một tí đi vậy. 5x sẽ lớn bằng âm -4. Được chưa con? Còn thằng dưới, cái số 3 này là Để số là 3... dương. Số 3 dương vứt đi. 3 dương vứt đi. Vậy ta chỉ còn lại là x 1 dương thôi. Vậy ta còn lại là x 1 lớn hơn 0. Đúng không con? Được chưa? Giải tiếp. Để x lớn là hơn là x lớn bằng lớn hơn một bằng -4/5. Đúng rồi, còn thằng dưới. Để dưới là x lớn hơn 1 ạ. À? Tốt. Vậy bây giờ thầy cho Lâm 30 giây để suy nghĩ và cho thầy biết kết hợp hai cái điều kiện này cùng một lúc thì chúng ta sẽ ra được cái gì? 30 giây, bắt đầu. Rồi, ok, Lâm cho tôi hỏi là con đã tìm ra được kết hợp của hai cái điều kiện này thì x phải thỏa mãn như nào chưa? Uh, x lớn hơn một và x uh... chẳng có và cái gì nữa cả. Nó chỉ có x lớn hơn một thôi. Lý do x lớn hơn hoặc bằng âm 4/5 và x lại còn phải lớn hơn một đồng thời như vậy lại lấy giá trị lớn hơn Thì hai thằng này thằng nào là thằng lớn hơn Có phải số 1 là số lớn hơn cái thằng còn lại không Đúng không Lâm yeah. Cho nên là đây chính là kết quả Đã hiểu hoàn toàn chưa yeah. Nếu không tin thì con về nhà Con dành thời gian tự vẽ cái trục số ra Để kết luận cái phần trắng chung Nhớ chưa Nhớ chưa nào yeah. ờ, Bây giờ xử lý trường hợp 2 cho thầy nào nhanh Ờ, trường hợp 2 là 5x cộng 4 nhỏ hơn hoặc bằng 0. Tiếp. Là x trừ 1 nhỏ hơn hoặc nhỏ hơn 0. Rồi, giải đi. Như vậy là 5x nhỏ hơn trừ 4 à? Rồi, tiếp. X trừ 4 1. không đúng chưa? Oh. Tiếp tục đi. Đây à. là x nhỏ hơn hoặc bằng trừ 4 phần 5. Ok. Đây là x nhỏ hơn 1 à? Rồi, có nhìn thấy hai thằng này nó lại cùng dấu là đang nhỏ hơn hoặc bằng và nhỏ hơn không như vậy lấy à. giá trị bé hơn vậy là ta có được cái gì là x nhỏ hơn hoặc bằng 4/5 rất chính xác tốt x nhỏ hơn hoặc bằng âm 4/5 đây chính là kết quả của trường hợp số 2 như vậy đến đây thì thầy hỏi Lâm là con có biết kết luận nghiệm của thằng này là gì không có kết luận được không Hay là thầy hỗ trợ nào Kết luận ờ, ở đây này, này là nghiệm của... của bất phương trình là bất phương gì nào? Đây là x lớn hơn 1 hoặc x nhỏ hơn hoặc bằng 4 phần 5. Đúng rồi, chính xác. Vậy nghiệm của bất phương trình là s bằng x sao cho. Thường thì người ta hay viết cái giá trị nhỏ hơn trước là x nhỏ hơn hoặc bằng âm 4 phần 5. Hoặc x lớn hơn 1 ở phía sau. Đấy, thường là người ta hay biết thế này chứ còn lâm vừa kết luận thì không hề sai con nhé kết luận của con là đúng rồi nhưng nhớ là phải có chữ hoặc ở giữa cả lớp nhớ hết chưa nào rồi, thầy xin hỏi cả lớp cái phần mà bạn lâm vừa mới xử lý với thầy có sự hỗ trợ của bạn lâm rất nhiều thì các con đã hiểu được câu c này chưa nào hiểu được hoàn toàn không nếu hiểu thật sự nhá đây có là câu cuối cùng của buổi ngày hôm nay rồi sau đó thì các con dành thời gian ôn tập và làm phiếu bài tập về nhà cho thầy nhớ là đúng hạn phải nộp bài, được chưa? Thì thầy hỏi các con đã hiểu được về cách thức xử lý một bất phương trình ở dưới dạng thương chưa? Nếu rồi thì cho thầy một trái tim kết thúc cái buổi học này nào. Rồi ok, thầy cảm ơn Khoa, Phước. Rồi cảm ơn Bảo Châu ạ. À. Tùng Lâm. Tốt. Đăng, rồi ok. Không biết là Hoàng với Tuệ Linh hai con đã ok được chưa? Đã hiểu được cái này chưa? Hoàng ơi, Tuệ Linh ơi, hai con có hiểu được cái bài tập này chưa? Thì ừ. chúng ta phải nhớ là chia trường hợp và giải cẩn thận. Sau đó, một cái khó khăn nữa của chúng ta đó là chúng ta phải kết hợp nghiệm của bất phương trình cả lớp nhớ nhá. Ờ Linh ơi, Linh xác nhận cho thầy nào. Không thấy từ nãy giờ thấy chưa thấy Linh trả lời. Có ok không con? Có ạ. Ờ, rồi. Vậy thì đến thời điểm này thì chúng ta sẽ kết thúc cái buổi học ngày hôm nay tại đây các con nhé. Cố gắng lên nào. Về nhà dành thời gian xem lại video và làm phiếu bài tập cho thầy nhé. Được chưa? Ok, thầy xin chào tạm biệt tất cả các con ạ. À. Hẹn gặp lại các con trong buổi học của tuần tiếp theo nhé. Bye bye. chào ừ. thầy. Ok, thầy chào tạm, tạm biệt tất cả các à. con. Ok ạ. À.